Để xem bố của mình sẽ làm gì cho mình hôm nay. Ăn phở đi. Đi cặp với dọc bê mới ăn xong mà. Tóc của bố mình dài quá rồi. Con về rồi đây. Ủa bố mày cắt tóc hả? Không có, bố giờ cà phê xong. Thế thì sáng bố ăn gì? Ăn bánh mì á. Bố coi cặp thể dục không? Bố đi ngủ. Kỳ dạ. Chào cả nhà nha. Chúng nó cắt tóc bà đẹp trai vậy. Nãy coi cặp thể dục về, nóng quá coi cắt tóc luôn. Sao sáng nó không khỏi chung với coi. À, cậu ăn bánh mì.